xa bóng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng. Dùng nhiệt tâm thay nén hương nằm, mà đem thành ý thấy chung nước là. Lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỉ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chốn Kim Sơn, cúi đầu trước thế tôn bái tàng. Nhờ ơn đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cam qua chúng sanh. Bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thấy bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền. Rằng hôm nay vì mở phước đêm, mẹ mới gọi khách hữu duyên lại đâu. Chúng sanh vẫn sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thường sương. Sự nhân từ ít kẻ chủ trương, việc bảo ác nhiều phương cổ dò. Mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ, sự mê lầm còn có chi hơn. Người đã không còn bị nghiệp vô, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết dùng là nơi kết liễu, khách trần gian chung chịu như nhau. Sanh ra thì có tử theo sao, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Dân đã gieo người giàu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lòng lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi dầu bất tiên ông cũng phải chịu, chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, dòng đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực rất mạnh vô bờ bên, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Dòng nghiệp càng chăm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhau.
nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dạy cho nhiều phải trả lời nhiều. Nở hồng trần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng dân dịch trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mê. Đường Tây Phương bắt lối trở về, nẻo địa ngục vào ra mòn gót. Chịu hành pháp đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi quan. Nghiệp chẳng còn đành phải sanh ra, mạng ly kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặt, nào lời dân nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bao thù lấy mình, biết chi cũng muốn trên hơn càng. Tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, mà tánh tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đang say, đa số khách trần ai đều bi. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Hễ tham danh thì khổ vì danh. Chữ danh nó gần bên tài sắc, danh có được sắc tài liền bắt. Tài được rồi danh sắc nối theo, sắc có thì danh lợi nó đeo. Danh tài sắc ba điều dính liêu, dưỡng một cái cả ba cái nếu. Ngã bên nào cũng chịu khổ sầu, vượt ra ngoài có mấy ai đâu. Rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ, đạo cốt nhục nở đành chia rẽ. Tình đồng bào sâu xé nát tan, cũng vì danh vì sắc vì vàng. Làm mà cho kẻ tham gian tôi mắt, mê danh lợi lắm người phản tặc. Đâm sắc tài nhiều bực dâm ân, biết bao điều tham sắc bất nhân. Vì tài hoặc vì danh vì sắc, nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc. Còn nhỏ thì thù ghét chọn riêng, khắp quang cầu thiên hạ đau điên. Vì tài sắc vì danh lợi cả, tăng ích kỷ vì lòng nhân ngã. Mưu lợi danh mưu cả sắc tài, người giết người chẳng biết
gấm tay bạn phán bạn quên ngày hậu nhật. Trai bất nghĩa gái không hạnh đức, chồng bạc tình vợ thất tiết trinh. Cho phán thầy tớ hại chú mình, cùng vì sắc tài danh phần lớn. Mình sung sướng mặt người đau đớn, thì của ai cũng muốn lầm le. Lời nói lành chẳng để tai nghe, thấy việc phải không hề bắt chước. Vì ích kỷ chẳng vui làm phước, vì ngã nhân muốn được phân mình. Tạo muôn ngàn tội ác tại đình, cũng vì lợi vì danh vì sắc. Người đối xử với người khe khắc, người nhân tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau do đó. Muốn danh vọng muốn nên giàu có, muốn cao sang muốn vợ con sinh, muốn cho ai cũng phải phục mình. Muốn mình sống mặc tình ai chết, càng muốn mãi muốn hoài không hết. Nấy các việc do lòng ích kỷ sanh, giữa loài người đủ mặt cạnh tranh. Vì muốn lợi cho mình làm trước, mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra có cuộc đấu tranh. Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ này thân kẻ mai lại bài, người bài nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thân được cũng cày mày, xét cho kỳ có ai sung sướng. Chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn ra thêm. Danh lợi múa bằng cách đi thu hèn, mày thà không có còn em hơn có. Vì sự sống việc chỉ cùng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyệt lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lượng hầu, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lường, mà dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rất lúng cống bơi lồi, tội ác lắm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc.
chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tránh bả lợi mồi danh câu nhờ. Hành thiện sự hay là ác sự là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Biết thường bữa nhớ đến dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho mình. Đừng để cho thị dục lừa mình, này cùng tránh thứ cảm tình vũ dầu. Thấy vui phải nhớ ngay biết khổ, biết thương thân phải đổ lấy thân. Đem lời danh cũng mi phụng sát trần, chỉ là biết nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lời mà không lời hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài. Tăng ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cải yêu chung. Thà đói nghèo việc quy bất tùng, mày cam rất lành chứ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thầu, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Mày người là quen đều xử chỉ công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, mi lợi danh đâu dẫn dắt đường ta. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng thinh thinh, mà chẳng lọt mãi lòng kha nhớ. Tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nợ lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới, đa số kẻ sống đời như thế. Tham danh lợi lỗi lầm bất kể, mê sắc tài tội lễ chẳng màng. Ấy phần đông của kẻ thế gian, chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tư đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chỉ việc khổ giao mình. Sướng nhất thời để khổ hàng nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên giáo trên gương. Đâu an toàn đâu được quý thân, mà lắm kẻ to mồm khoe sắc. Đời đã thấy sớm còn tối mất, càng bất
lương càng chút quá sâu. Tướng răng thừa nước độc thả câu, chẳng dè có kẻ sao đến thọt. Thấy nước chớ tưởng là dễ hớp, lời nằm ngay trước mắt khó ăn. Lòng dục nên tìm cách càng ngăn, chớ ham việc lợi danh an hoàng. Bụng khi đói ngậm mọi khó nhã, nghèo gặp tiền chẳng mó dễ chi. Ca mắt câu cũng bởi thế ni, người phạm tội cũng vì lẽ ấy. Khi thèm khát nhìn đi ít thấy, lúc say mê dừng lại mấy ai. Phần đông theo sở dục hằng ngày, muốn chi cứ làm ngay chẳng xét. Biết chung ghét vẫn làm cho ghét, không cần ngày mai mốt ra sao. Để cho lòng tham dục túng thao, hiện thời có biết bao nhiêu kẻ có vợ chinh muốn thêm hầu lẻ. Được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như vườn, chữ tài sắc lòng thường mơ tưởng. Viết lời danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời, sống tội nọ tội kia liền tới. Hết tù này kế đổi lao kia, tự khóa thân rồi tự liên chìa. Cứ như thế kéo lê kiếp sống. Đời này chẳng làm nên trò trong, cái đời sau cũng hồng hư luôn. Đã trải qua số kiếp dư muôn, nào khác giống giả tràn xe cát. Tưởng là dâu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cám dỗ, làm mê tâm của kẻ tham lam. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, đeo danh lời như sam khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nơi nào, vừa chết xong liền trở lên ngay. Vậy đâu thì trả đó không sai, kể sao hết hình hài quả bao. Vui hoặc khổ đều do nghiệp tàu, giàu hay nghèo chứ bảo không căng. Hãy trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi.
Vì rằng trong hành động chi chi, chúng cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lầm mê mệt, cũng cần nán nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chứ nên ấp úng, dù việc chỉ chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tâm u ơ, bị ngoại cảnh làm cho xa ngà. Tạo cầm nghiệp tức mang cầm quả, sự đồng tâm chớ khá coi thường. Chỉ gật đầu cũng đủ tay ương, đâu đợi đứng chủ trương mới tội. Lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lý trí gàn trong lắm đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bướng phải đi thiện a. Chỉ một phút để cho say lạc, mi suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, biết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chí lung lại thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới vạn gian, khiến tâm chỉ người ta xíu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng vàng, cửa mắt tai chớ khá hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức canh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đảo tặc lén vào trong vét sạch của tiền, mà mất của tiền chỉ bị trung chuyên. Mất thiện tánh đảo điên đời kiếp, bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp. Còn việc chỉ không khiếp ai bằng, bụi ly loạn càng lắm khó khăn. Sự tội lỗi đốn ngăn đầy ngò, nào quyền thế rũ đen to nhỏ, nào công danh cam dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít nay, đốc xuôi việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bè, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vắng teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà.
khỏi sắc thì bị tài xấu ngà, khỏi tài thì sắc ghé lôi đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi quá lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lụy thân vì thích sắc tài. Lúc nguy nàng trong sạch mấy ai, thừa sự biến vợ tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy khoe, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi giá bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vất vả đời càng kinh tế, đạo càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ xác. Thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn trọn gói. Người dù có tài lương lẻo giỏi, cũng không sao chạy khỏi lưới trời. Có thể mình giấu được người đời, nhưng mình chẳng giấu nơi mình được. Một mình biết đủ làm tội phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhây thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy. Nhân quả cũng giống như chuyện ấy, thưởng phạt không sai chạy tí nào. Trả nhãn tiền hay trả mây sao, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cớ làm việc ác gian. Lời bất minh lời ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc. Việc đã thấy làng khang trước mặt, sử sách còn ghi chép giấy đầy. Có từ xưa không phải mới đây, kẻ làm mát chẳng chay thì kiếp. Nghiệp đến sắc tài không thể tiếp, quả lại danh lợi hết phò trì. Tạo cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều. Thế mà chẳng mấy người xét hiểu, nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt cái quan gia. Làm cho kiếp thêm ra tội bao, bị cách viết không trận lừa đau. Biết mà không chịu thấu lui ra, trái lại còn thêm việc mê sang. Ngày mai mốt người ta bất kể, sức danh lợi cũng lỗi như thế. Ma sắc tài vũ dỗ giường đi, kẻ lầm còn lắm việc mê si. Lại càng khó thoát ly cho khỏi,
mây thì lầm dù là học giỏi, nhiễm thì hư chớ nói tài cao. Gặp việc không chịu để trí vào, đường tối lỗi thế nào cũng dốc. Do hoàn cảnh hoặc do giai cấp, tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau, nhưng cũng là một thứ trần lao, đều thọ khổ như nhau tất cả. Người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả dị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu. Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhớ xấu gây nên. Gieo càng nhiều càng mốc đầy lên, nở thế cứ phải đặt trả mày. Bảo thân lại thân không tồn tại, chỉ mang đời chết dài sống mê. Nhìn kỹ ra là thứ trò hay, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quay về. Dùng dậy lên đánh phá giấc mây, để thưởng thức cái bồ đề thật cảnh. Tìm cho thấy được chân bổn tánh, tìm lòng về được cảnh chân như. Tìm cho ra thân bất hoại hư, đó là biết của người tỉnh ngộ. Nếu không tách khỏi vòng mây lầu, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên. Đó là điều chư Phật thường khuyên, khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chung khỏi cơ thống khổ. Mà tài sắc mắt giàu cám dỗ, mồi lời danh giàu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuần chân lý rộng sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào binh nào già chết bao giây, làm tinh thần bối rối cũng quay. Khó tìm lối vượt ngoài sáu lộ, chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ. Sớm thoát ra khỏi chú mây sầu, chiều luân trầm cũng đã qua lâu. Đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, ngày mến sách tài bị giết mạng căn. Không giúp cho mình được siêu thăng, sao điều ấy chúng sanh không xét. Từ bi thấy lòng như lửa thét, giảng dạy cho người biết cội nguồn. Để trị cho hết chứng mê cuồng, hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ.
nước đã ngập lần lần đến cổ, gặp thuyền không chịu vớ là nguy. Lòng con đầy những sự mê si, nghe lời Phật không quý là khổ. Không hữu duyên lời lành khó ngộ, ngộ được làm gì có duyên xưa. Nếu quyết tu theo chánh cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hãy có sanh tức là có diệt. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lỗi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, dù sạch cả việc mê trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi trốn đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi. Biết mà con ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân giờ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần tri hiểu đến. Vật dù đã có nhiều cánh khến, cố dũa bào cũng bén trần ra. Mặc dù người phạm tội thầm đa, biết cải hối thì là hết được. Chẳng làm việc gian hùng bao ngừa, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chúng ghét cho dương tội khổ. Sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thù hèn. Ba tánh cần sống cách thuận em, đâu sanh chuyện đạo điên rối rắm. Danh lợi dữ hay lành hãy ngầm, sắc tài nên hay chẳng khá suy. Lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, việc nói làm liệu sức nhắc cân. Tránh những điều ích kỷ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mình. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nét không bì. Gặp phải hồi nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn. Kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gặp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia.
hãy mở lòng cơm áo sức chia, tâm hồn ấy chợ quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngó, mình lắm tay người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ. Thấy dục nát thì lo giải dò, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc khó đem so tình ấy. Đã là người biết phân phải quay, khá chọn đường nhân ấy mà đi. Lợi danh mà bất nghĩa làm chi, vì nó chỉ làm nguy với tội. Được thỏa mãn chỉ là một đôi, nhưng sao rồi chịu hối suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời? Người ha chẳng lửa nơi dính diều, thiếu tiền bạc còn nhiều cách liều. Thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tấn cần lấy nghĩa làm đầu, và khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa. Gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rù quên ép này. Việc làm lành đấu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Nghèo giàu vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhưng giá được bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mới hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thấy chăng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật tiền, vừa điểm đạo vừa khiến vô tận. Chỉ có một mảnh chẳng để bần, những vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc khó sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào. Giúp đỡ cho người do lòng thao, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng đâu có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, mà sự còn mất do lòng chốn lừa.
việc xấu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nợ hồng trần cũng được rành rang, người nên sớm mở toan cửa ấy. Phải lo tin trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sống. Tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thắm sâu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm trắng hẳn, đừng khinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiền, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân tự lòng cứ đua chen, tăng hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát hỏng trần, tất không còn bị nghiệp chuyển luân. Đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để già mong manh việc ác. Một lần lót vào đường sông thác, dễ bị đời dân dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bốn đào, thân ấy sẽ ra sao tự nghĩ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham, nhiều bị gạt lừa. Ba lợi danh chơ cung anh đưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đơn. Tránh khỏi các việc đời rủ quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chiều thị dục nơi thân, thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tôi, ráng làm cho hết thoái say mê. Cõi siêu sanh thấy lối trở về, được khoái lạc còn chi sánh kịp. Còn mê tức là còn tạo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi. Mê là nguồn gốc tạo ra đời, khi đời hết vì người mê hết. Bởi mê thấy vật chi cũng mất, thân chết nhưng không chết nghiệp mê. Mê đâu thì sanh đó không xây, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bừng gốc mê cho nó hết sanh.
tất không còn bị nghiệp hoành hành, chừng đó mới trở thành tử tài, lầm lạc biết quay đầu trở lại. Cô đi dầu xa mây cũng gần, đem phàm thân đổi lấy Phật thân, giảng sự ở tinh thần cương quyết, lo liệu trước khi đời tận diệt. Gần lắm chúng hối tiếc đã rồi, việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca, mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, khó thắng qua lũ quỷ trong đời. Đứa này kêu cái đứa nó mời, đã làm biết bao người xa ngã. Kẻ dục giống con nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài. Tâm trần tục không còn một mày, dù ở nơi đường cái chợ đông, cũng như ngồi ở chỗ vắng không, vẫn giữ được cõi lầm thanh tình. Thật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định này. Định không có huệ không thể thay, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mọi bề, tâm thật tinh là kẻ định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tắt đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra. Cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới. Không biết hướng thành ra bối rối, hiểu rành đường nên mới thông dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thảm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kẻ chúng sinh. Thệ trừ sống phiền não nơi mình, thệ học hết đi pháp lành của Phật. Thể thành Phật cao siêu tốt bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành.
Những lời thề ấy phải đạt thành, dầu phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai? Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sóng tâm. Sống tâm còn phải lạc lầm, trời tròn lại thấy nhân xẻo xò. Sống thì đục vật không lỗ rò, lặng thì trong chiêu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình, là sớm được khi đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất sống đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi khoảng tối tâm, trong tay có sẵn cầm ngón đuốc, sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê mùi. Được có của nhờ lo cắm cùi, đắc đạo màu nhờ gối trần tâm. Quyết tu hành tất đạt quyền thâm, mi chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, mi sớm muộn gì cũng đắc đạo màu. Vạn sự do chi quyết làm mi đầu, chi đã quyết thế nào cũng được. Đừng hèn yêu trước điều trái ngược, chớ rụt rè trong cuộc gian nguy. Phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam dẹp nết dâm ô. Dẹp gian phi dẹp tánh phàm hồ, huệ thoái ganh ghét cùng lo dẹp quyết. Dẹp chửi mắng dẹp lời lao khuyết, dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai dẹp tánh tử tôn, dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội. Cùng kẻ khác hằng ngày đáp đôi, việc nọ kia trao đổi rất thường. Nhưng sự nào nên thắng nên nhường, cần phải biết thận tường mỗi việc. Vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ. Tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gạt lừa tối lôi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân trôi khỏi phạm quan.
lúc khó khăn nhớ niềm Di Đà, lấy bồn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn vương víu, nhưng sau rồi sẽ kéo xuống ra. Trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác, mặc dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lâu sau, khi đã giác lào lào trong sáng, mê với giác nổi hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sanh. Vạn sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành vạn sự. Do tâm khởi ra điều hung dữ, cùng tâm sanh ra sự hiền lành. Việc lớn lao bằng núi bằng thành, đến nhỏ nhất như kim như chì, tất cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bồn tâm. Tâm thấy là thấy Phật giáng lâm, tâm không thấy Phật làm sao thấy. Tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Dòng tâm như mây khói phong ba, chợn tâm tờ bao la vũ trụ. Lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ dòng tâm. Dòng tâm mà tưởng thật là lầm, mà kẻ tu niệm mà phải cần đính rõ. Chân tâm rộng lớn và sáng tỏ, dòng tâm thì hẹp nhỏ lưu mờ. Chân tâm thì phẳng lặng như tờ, dòng tâm rối giường tơ vò cuồng. Chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn, dòng tâm thì bị vướng lung tung. Chân tâm thì như khoảng không trung, trầm vạn vật nhưng không một vật. Dòng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời. Như không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rễ, bỏ tâm là sự thế không thành.
muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bốn tâm thường trụ. Nhờ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đào. Khắp thiện tinh khá suy chu đáo, chủ được tâm cho đạo sớm khai. Đạo khai rồi cùng Phật đồng vai, hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường vì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tình tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cảnh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất thì không bị người ta cám dỗ. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh quan. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thật, nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho cam, không thể để ai làm thôi chi. Nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ non. Tin tưởng ấy trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nữa đường. Khuyên nhủ trong ba tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được. Tình làm phước thì là được phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ. Việc trần chẳng để lòng ham hồ, chắc chẳng không bị trở lại trần. Lòng hằng mong cõi Phật được gần, thế nào cũng sanh lên cõi Phật.
luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trọng từ bi có trái từ bi, gieo bạo ác lên cây bạo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hướng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tình như thế hết ai phạm tội. Nói cãi hối lòng không thật hồi, nói tin không tuyệt đối tưởng tin. Gặp khi đời thử qua sức mình, thường xa ngã không cần chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cai hối, phải thành tâm chớ dối trong lòng. Những điều mình chưa gội rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tay lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng chắc đã được thành. Này đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh quả. Lỗi tại kẻ lầm còn dối gian, chớ Phật truyền đạo ca không lầm. Khá để lòng tin tưởng cho thâm, trọn đời cố gắng làm theo đúng. Thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chẳng mau nên. Quá mây đời biết đạo bỏ quên, tay hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao, đạo Phật được quý cao như vậy. Trả lời rằng đạo quá khổ hại, còn đời thì chìm mãi sông mê. Đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa. Đạo giúp chúng qua cơn khói lửa, biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Không làm cho ai chịu khổ đau, hết còn thấy người nào ích kỷ. Ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh. Giúp cho nhân loại được
qua bình, đời sống được trở nên hạnh phúc. Về vật chất thì không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong. Cõi thế gian đổi lấy tiếng bầm, người tội lỗi không trông thấy nữa. Đời chẳng khác như là nhà lửa, đạo như là nước chữa cho tiêu. Thiếu nước thì nhà sẽ bị thiếu, vật trong ấy đều tiêu cho càng. Đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng. Đời muốn ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đào. Cốt kèo thiếu thì nhà xẻo xào. Đạo đức không đời báo ngược luôn, đạo giúp cho đời rối được xuống. Sống không tội thác nương cõi Phật. Người đời đức trở nên thành thật, nhờ gìn câu đạo đức phân nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lập ra chi. Khỏi phải cần canh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lấy pha. Người nào cũng đàng hoàng phóng nhà, nêu cao nền văn hóa con người. Ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bay đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cảnh sông ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào. Chỉ tiến về phương diện hùng hào, và chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung. Tình trạng trên thế giới rối tung, cũng vì tiến bộ không phải chầu. Mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh. Tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh độ mau. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lý trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua rằng rầu, còn tinh thần chẳng có mở mang.
thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn độn, quá lời danh làm rộn lòng người. Tham khóc nhiều chớ ít vui cười, là cảnh sống của người hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cùng một tuần ân ái như xưa. Cảnh hồng trần dù lắm mến thương, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ. Ăn của thổ thì quần lại thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tao cho nhiều mà cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất. Thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Kể ra nào vỡ đẹp hầu non, nào các tía lầu son lầm lầy, nào xe cổ tàu bè bấm bầy, nào bát vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi vãng sự đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng ra. Cõi tạm giả xác thân cũng giả, đến cuối cùng đều hóa ra không. Mưu mẹo gì cũng chỉ lung công, càng thêm tội chứ không tồn tại. Tội càng lắm càng làm ngu dài, sự khổ đau càng phải chịu nhiều. Kiếp luân hồi nỗi mãi không tiêu, đường sống chết cứ theo chẳng cuối. Đó không phải tại nơi may rồi, mà tại người tự trói buộc vào. Bởi say mê nơi cõi trần lao, phải vào đó không sao chạy khỏi. Phật xưa đã nhiều lần kêu gọi, lầm say mê buộc trói chúng sanh. Chuyện luân trong sao nẻo bất lành, chịu thâm khổ tự mình không biết. Say mê hay sớm lo trừ tiệt, thì chuyện luân cũng diệt liền theo. Khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo, thần chết hết đuổi theo bắt bơ. Cũng hết bị ai theo đòi nợ, chẳng còn mang cái sợ trong lòng. Đứng ngoài dòng thành trụ hoài không, được bất diệt bất sanh như Phật. Làm chủ tất cả trong vạn vật, được bản thân chân thật bất hư. Cõi niết bàn tịch tịnh thường cư, thường an lạc thường như ý nguyện. Khác hơn cõi ta bà sao xin,
cõi niết bàn yên lặng vô cùng, được tới đây mới thật thông dung. Người sống mãi chứ không ai chết, không già yêu ốm đau mỏi mệt, được hoàn toàn sáng suốt phi thường. Trí phạm không có thể đo lường, cảnh màu nhiệm vô biên vô tận. Chúng sanh nếu tu hành tinh tấn, đều được đi tới cảnh niết bàn. Quyết lòng tu sẽ được bước sang, còn lần lửa nghi nan khó tới. Ngày tháng cứ trôi qua không đợi, gần lắm chúng mới hối muộn màng. Sớm tu thì sớm hết khổ nạn, sớm tới cõi niết bàn tịch tịnh. Việc trần thế cho nên bình rình, hãy nhất tâm tu tình thượng ngài. Ráng làm cho thấy tâm bồn lai, các vọng tưởng trần ai mới hết. Khi tình niệm lòng còn mỏi mệt, thì là chưa mở được huệ tâm. Sự thấy nghe chậm chạp sai lầm, mà các phiền não mọc mầm không nghi. Kha phân tích nơi lòng cho kỳ, đừng để lầm nhận quý là con. Thật tâm chân thanh tịnh vẹn toàn, còn tâm vọng thì chung bất nhất. Tâm chân mới là tâm chư Phật, tâm vọng là tâm các ma vương. Tâm chân thì đến cõi Tây Phương, còn tâm vọng là đường địa ngục. Tâm chân dẫu phong ba chẳng đục, mi tâm dầm vừa mới lắc nổi bùng. Thật tâm chân sáng sủa vô cùng, còn tâm dầm mông lung bất tận. Nhờ sáng sủa nên không lầm lần, vì mong lúng nên lộn sai đường. Dẫm với chân phải xét tận tường, tìm lấy cái tâm chân làm chủ. Tâm chân tức là tâm thường trụ, tâm dầm là tâm đủ thứ sanh. Tâm chân là tâm được trọn lành, còn tâm dầm hay sanh niệm dư. Lành mới thật là hành Phật sự, dữ thì là đồng thứ nghiệp ma. Khởi tâm lành thì phước sanh ra, khởi tâm dữ thì là quả tới. Tâm chân tất việc lạnh thường khởi, tâm dầm thì biết dữ thường sanh. Tự xét tâm khởi dữ hay lành, tất biết rõ tâm chân hay dầm. Biết trần tục khiến cho tâm đầm, dữ thì nhiều lành chẳng bao nhiêu. Vừa mong tâm thì phải trừ tiêu, chớ
để phạm rồi sao mới hối. Biết chừa bỏ từ trong vọng khởi thì hành vi tội lỗi không sanh. Tất nhiên là người được trọn lành, tâm vọng mới trở thành chân được. Biển trần khổ sống đùa xuôi ngược, phải quyết tâm sống nước cho qua. Phá dòng dây của lũ yêu ma, để gặp mặt Di Đà Phật Tổ. Thắng qua được tình đời cám dỗ, thật là điều khám khổ vô cùng. Kẻ tu hành thiêu chí đại hùng, mà thì không thể thành cống đắc hòa. Lòng tin tưởng cứng như sắt đá, không bao giờ tan ra yếu mềm. Hành đạo màu bất luận ngày đêm, sống lòng sẽ làm em lặng được. Biết bao vị thánh hiền thuở trước, bụi ban sơ bị trượt liên miên. Nhưng trước rồi cô đứng dậy liền, gió nơi đó được nên đảo cà. Nay nếu có người tu bị ngà, hãy mau chân bưng bà đứng lên. Tuy hư mà cố sửa thì nên, như nhiều bậc thánh hiền ngày trước. Làm tội được thì làm phước được, đều do lòng cương quyết của mình. Tội phước gì cũng tự tâm sinh, chớ rằng việc làm lành là khó. Tăng ích kỷ nếu người chịu bỏ, việc lành chỉ cùng có thể làm. Người đời thường vì bởi riêng tham, nên không chịu ra làm việc phước. Có nhiều kẻ hại dân hại nước, giật đầu này lấy cướp chỗ kia. Mặc tội tình mặc miệng đời bia, phần lớn cũng là do ích kỷ. Càng ích kỷ càng không đạo lý, chỉ lo thân chẳng nghĩ đến ai. Của mình thì nắm chặt trong tay, của người muốn vắt chài ra nước. Nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước, mà vẫn không động chút lòng thương. Trái lại còn kiếm cách gạt lường, mà ấy là cũng vì lòng ích kỷ. Nếu muốn được tròn câu đạo lý, phải dẹp lòng ích kỷ cho xong. Thì từ bi bác ấy đại đâm, mày người mới có thể mong thật hiền. Dù người có ra công tu luyện, mỗi ngày lo tụng niệm ba thời, mà tánh tịnh ích kỷ không rời, thì cũng khó về nơi cực lạc.
tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác thường làm cho thân thuộc phân ly. Tớ bất trung con lỗi đạo nghi, bạn phản bạn cũng vì ích kỷ. Con có biết bao trò quỷ mì cũng do lòng ích kỷ gây ra, làm cho người quên việc xấu xa bị ô nhục cũng là ích kỷ. Lấy nhân quả để mà suy nghĩ, thấy rằng lòng ích kỷ đáng kinh. Hiện tại làm cô độc đời mình, sao còn phải trở lên theo cùa. Đời nọ qua đời kia tới nữa, làm mọi cho tiền của mỗi đời. Không kịp nào lòng được thăng thơi, tánh ích kỷ làm người ràng buộc. Dịp giải thoát nhiều lần bỏ hút, cũng là do lòng ích kỷ sanh. Cứ bo bo tài sắc lợi danh, cho đến lúc tự thần đến dách. Tánh ích kỷ làm mù tay mắt, làm bướng càng chắc ngất tối sầu. Hướng một thời nào có được lâu, mà mưu biết tội sâu tở biển. Của thế gian tâm trần quá nghiền, nên quên suy đến chuyện ngày mai. Biết quả tay mà vẫn vui say, cho đến phút thở dài chưa hôi. Từ vô thị tới nay vẫn tội, đã làm cho quen lối hồng trần. Rất ít người đủ sức trở chân, phần đông cứ đi luôn đường khổ. Dù rằng các Phật từng giải dỗ, kẻ tin theo thì có mấy người, còn phần đông chẳng chịu nghe lời. Nên cảnh khổ trên đời càng lâm, nay cuộc thế như thuyền chở khẩm. Nổi gió giông bị đâm dây vàng, không nghe lời của Phật khuyên can. Việc trần cứ đeo mang lụy kiếp, tánh ích kỷ biết bao khủng khiếp. Đã kể trên nên xếp tận cùng, muốn không còn sanh cõi lao lung. Phải dẹp nó chứ lòng ôm ấp, việc phước đức hãy nên làm gấp. Đường chân tu luyện tập ân cần, sự nhập nhằn chứ quán nại thân. Thì nhất định biển trần tác càng, lòng tu sớm chiều không để làng. Phật Tây Phương sẽ giáng đầu giường, lời cao siêu Phật Pháp tỏ tường. Tự nhiên mở rộng đường cực lạc, muốn hiện tại trở nên Bồ Tát. Lời trên đây chạm khắc vào lòng,
các nhiệm mô gội rửa sạch không, chỉ còn nguyện đầy lòng cứu độ. Gặp những kẻ lâm dòng đau khổ, dùng tiền nghi cứu độ cho an. Vạch rõ đường đi đến Tây Phan, để cho khách thế gian tìm đến. Nếu có kẻ viết trần qua mến, chẳng những không nghe đến lời khuyên, trái lại còn nhạo bán khùng điên, cũng không bỏ cứ khuyên nhủ mày. Với ai cũng từ bi hoàn đài, tìm cách khuyên trở lại đường lành. Dù cho thân phải chịu hy sinh, cũng vui vẻ hiến mình cứu thế. Đạp gai gốc xoài sành bất kể, miệng lấp sông được bể khổ đời. Khiến cho ai cũng được thành thơi, không còn kẻ sống đời lao ly. Hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỷ, chỉ nhất tâm lo nghĩ cứu dân. Dân sẵn sàng vì đạo hiến thân, đó mới thật tinh thần Phật giáo. Lúc nào cũng thật hành chánh đạo, treo cao gương hòa hảo cho đời. Khiến thiện nam tinh nữ khắp nơi, soi theo đó để hồi tỉnh lại. Truyền bá mạnh mẽ tình bác ấy, quyết làm cho thế giới hòa bình. Không còn nghe tiếng đồng đau binh, khắp nhân loại hiền lành như một. Đời nhờ xấu đổi ra đời tốt, làm cho người ngu dốc được thông. Biết từ bi chẳng phải nói không, mà là phải thực hành rõ rệt. Vì việc lớn của đời sống chết, vì việc lo giải thoát hồng trần, nên cố truyền Phật Pháp xa gần, để cho khắp nhân dân tỉnh ngộ. Chân Phật tử đầy lòng quá độ, chẳng hề nao gian khổ đời mình. Lòng từ bi cùng Phật một tình, vì sanh chúng hy sinh tất cả. Đời với đạo đâu là thật giả, tại sao cần hôi quá tu hành. Giải thích cho người được biết rằng, hầu có đủ lòng tin đạo lý. Kêu gọi mãi chẳng bao giờ nghỉ, để cho người chăm chỉ tu hiền. Ở tại gia như ở chùa chiền, mà được nhất trí cần chuyên đạo đức. Cùng nhau biết đồng tâm hiệp lực, kẻ thì cài người cuốc nuôi nhau. Làm cho đời sống bớt khổ lao, là công việc người tôi phải nghỉ.
gắng dẹp được lòng ích kỷ, tình nghĩa sống đạo lý cùng sống. Hợp nhau làm chi cũng thành công, sự chia rẽ cũng không sanh được. Làm phước chẳng tự cho rằng phước, giúp người không nghĩ giúp là công. Người đền ơn đáp nghĩa chẳng mong, là nhờ dứt sạch lòng ích kỷ. Cần là giúp chớ ơn chẳng nghĩ, thiếu là đem bố thí rồi thôi. Như thế là mới thật thương người, tâm ấy mới giống nơi tâm Phật. Tâm Phật vốn là tâm chân thật, thật từ bi thật bác ái tâm. Vớt chúng sanh khỏi biển luân trầm, sự ân ích không cần ai đáp. Mẹ thấy con bệnh tình nguy cấp, lòng thương lo đến mất ngủ ăn. Lo thuốc men con cháu lăn xăng, muốn con mình chứ ân đâu kể. Phật đối với chúng sanh cùng thế, thương chúng sanh như mẹ thương con. Cứu độ cho thân khổ không còn, ngoài ra chẳng còn mong chi khác. Độ đời đến đổi quên khổ xác. Lòng từ bi không thước nào đo, lo chúng sanh chứ chẳng riêng lo. Tâm ích kỷ thật là hết cả, mỗi đạo Phật trở nên rời ra. Cửa thiền môn vắng kẻ vãng lai, cũng vì lòng của khách mặn chay. Quá giả dối quá đầy ích kỷ. Lời Phật Pháp hoàn toàn chân lý, người lại thêm những nhị cho hư. Dắt nhau đi trái ngược lòng từ, làm mà cho kẻ ngoài đời chán ngán. Cần phải sửa lại cho chân đáng, chớ nên đem treo bản lừa đời. Phật dạy sao thì phải y lời, mới không thẹn là người học đạo. Phật vì thấy chúng sanh khổ nào, mới đem truyền chánh đạo cứu an. Đâu phải vì muốn lập giàu sang, người chớ lấy đạo làm lợi khi. Những kẻ tu còn lòng ích kỷ, chán đời lo ẩn sĩ tu thân, không để lòng lo việc cứu dân. Tu như thế cũng không thật đúng, huống chi hạn chỉ lo lợi dùng, lại càng không thể nhận là tu. Sợ gì nền Phật giáo mờ lu, là do những kẻ tu vui ấy. Khắp thế giới chùa chiền đầy dây, thật tu hành có mấy người đâu. Làm cánh chùa mất nghĩa cao sâu, thành ra chỗ đi cầu tài lời.
sai lầm ấy nhiều người biết tới, vẫn để nguyện không đổi sửa ra. Khiến cho nguồn chân lý sâu xa, lần lần biến thành ra mê tình. Phải hợp lại để mà chấn chỉnh, cho cảnh chùa giống cảnh Tây Phương. Để người đời ly đó làm gương, bỏ hung ác theo đường lương thiện. Ở chùa phải lo bề tu luyện, đã xuất gia chớ liếng hồng trần. Ăn của dân phải cứu độ dân, mới là đúng tinh thần nhà Phật. Đã vào đó phải chưa thành thật, đúng đắn nhà đạo đức tu hành. Mặt thế gian danh lợi cạnh tranh, lòng mình chẳng còn gánh việc thế. Cố tình niệm cho khai trí huệ, đem lời kinh tiếng kệ khuyên đời. Dùng từ ngôn cảm qua khắp nơi, như vậy mới thật người Phật tử. Khi ngoài thế thì làm hung dữ, đã vào chùa thì phải hiển lành. Chùa chiền là nơi để tu hành, đâu phải chỗ để dành làm dữ. Đã được tiếng là nhà Phật tử, thì phải làm cách sự từ bi, cách ở ăn theo đúng luật nghi, mới khỏi tiếng sầm xì nhạo báng. Đời có đủ thiên hình vạn trạng, dễ làm cho mù quáng sai lầm. Nhà tu hành cần phải trì tâm, thì mới khỏi bị làm xa ngà. Các tập nhiễm từ lâu trong già, nếu người chưa phóng xa hoàn toàn. Dù trải qua đến mấy thời gian, có dịp nó cũng hoàn trở lại. Lần sau sẽ phạm nhiều gấp mấy, hơn lần đầu đã phải phạm vào. Cho nên lòng ô nhiễm trần lao, trừ sạch chứ mãi nào để sót. Rồi lần nơi ưa đồ ngọt, lầm người thường mến biết trần duyên. Người tu không đủ sức nhẫn kiên, thì sẽ bị đau điên tâm chi. Gặp thử thách nếu không suy nghĩ, thì mười người sẽ bị hết mười. Suy nghĩ là ngọn đúc của người, tiên Phật cũng nhờ nơi suy nghĩ. Người mà được biết điều liêm sĩ, ấy là do suy nghĩ phận nhiều. Nếu tiến thêm một bước cao siêu, tất nhiên được trọn điều từ thiền. Giữa chân lý để mà suy biện, người chớ nên nghĩ chuyện quan đường. Mới khỏi điều mình lịch chế lương, chân lý vốn là gương đôi chiêu. Sự tà chánh khi
mình chưa hiểu, thường làm cho lẻo nhiều trong tâm. Nếu muốn cho khỏi sự sai lầm mà lấy chân lý ra phân thì đúng. Năm chân lý thì không lung tung, chẳng bị ai lợi dụng đường tà. Và mình không thể dối người ta, được siêu thoát cũng là nhờ đó. Đường chân lý nếu người hiểu rõ, thì không còn tính bả làm càng mà việc của mình hay của thế gian. Đều căn cứ ở trên sự thật, đúng sự thật chẳng bao giờ mất. Nó xưa nay vẫn một mà thôi, đem nó ra giải quyết sự đời, đâu đó sẽ đến nơi viên mãn. Lấy sự thật ra làm căn bản, thì đạo đời xử đoán công minh, không bị điều tà kiến làm chính. Nó giúp kẻ tu hành chính chắn, vạn vật duy bóng trời mọc lặng, có vật nào mà đắng thật đâu. Bị tiêu mòn hoặc sớm hoặc lâu, không có một vật nào tồn tại. Phải tìm chỗ trường sanh bất hoại, chớ ngồi đây chịu mãi tử sanh. Kiếp người đầy giả dối hôi tanh, xem như thật mà không phải thật. Xác thân của người còn phải mất, thì trong đời có vật nào còn. Biết vật chi rồi cũng tiêu mòn, cứ đeo đắm là không sáng suốt. Nên mở hết sự đời trói buộc, để làm cho rảnh kiếp vô thường, sống lâu dài như Phật Tây Phương. Thân ấy mới là thân chân thật, thân hiện tại có ngày phải mất, bởi nó là giả chất cấu thành, đâu bằng thân sen báo thai sanh. Vô số kiếp thơm lành bền bỉ, như các Phật xưa nay đã chỉ. Trong giả thân có cái chân thân, chúng sanh nên định tĩnh tâm thần, sẽ tìm thấy chân thân ấy được. Trong chất ước tất nhiên có nước, trong cành cây có chất bông hoa. Trong giả thân của kiếp người ta, có thân thật ráng mà tìm lấy. Bỏ thân giả thật thân khó thấy, Phật khi xưa cũng phải dùng thân. Thân dĩ như thuyền để làm chân, đưa sanh chúng qua sông mê khổ. Nơi bên giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền bỏ lại sông. Nếu người còn đang ở giữa dòng, bỏ thuyền tức là không tới bên.
dùng thân chứ lòng không chấp mến, nêu mến thân mến đến sự đời, sẽ làm cho các nghiệp không rời. Tất phải bị luân hồi để trả, nếu thề chẳng bao giờ thông thà. Cứ đầu thai chịu qua khổ luôn, nên việc đời muốn được gỡ xuống. Thân chớ mệnh nên dùng cho khiêu, khéo dùng thân để mà mở nèo, đưa hồn về đến cõi niết bàn. Và toán lo cứu giúp nhân gian, sớm khỏi cảnh lầm than đoay khô. Cứu được kẻ dù thân phải bỏ, cũng vui lòng chẳng có ngại ngần. Không lúc nào chẳng nghĩ đến dân, đó mới thật tâm hồn Phật giáo. Kẻ khổ não như mình khổ não, hết lòng đem cơm mau giúp cho. Thấy mắt nạn lòng biết khi thương lo, lương tâm của người tu phải thấy. Cảnh lao khổ có vô số kể, phải có lòng cứu tế vô biên, thì mới mong độ khách trần duyên, qua khỏi cảnh đau điên tay khổ. Muốn thực hiện đức lòng đại độ, trước nhất là phải bỏ tiểu tâm, kế đó là phải độ lượng thâm, mới áp dụng từ tâm đúng chỗ. Lúc làm gỗ cho đời chạm trổ, lúc thì làm búa bổ vào tường. Khi nhu hòa khi phải can cường, cần phải biết tùy phương quá đồ. Hoặc dùng khổ cứu người nghèo khổ, hoặc dùng sáng để đổ giàu sang, hoặc dùng dân để tình thức quan, hoặc dùng lấy quan quyền tay thế. Cứu được kẻ nào đâu phải dễ, thiếu hy sinh không thể giúp đời. Lại phải còn tùy cảnh tùy thời, đặt phương tiện đến nơi đến chỗ. Người đang khát đem dầu mà đổ, thì chỉ làm cho họ bất bình. Cách khuyên tu không hợp cảnh tình, sẽ khiến kẻ không tin tưởng đến. Muôn độ chúng không làm chung mến, tất họ không vui đến quy y. Cần phải làm cho chúng kính gì, thì họ mới chịu theo quy Phật. Gặp những kẻ chưa thông đường đất, trong lòng còn ngờ vực dây đầy, khó làm cho họ tình phúc giây. Mà cần phải nhiều ngày khuyên nhủ, có lâm kẻ quá mê giấc ngủ. Tiếng trời gầm chưa đủ giật mình, đôi vì người say đắm phạm tình, nghe dài bấn kệ kinh khó tình.
phải tha thứ, phải đầy nhân nhìn, phải bền lòng, phải tin dẻo dai. Kêu gọi hoài dù kẻ mấy say, chắc chắn sẽ có ngày tỉnh được. Lời Phật Pháp như là mưa nước, tâm trần mê nào khắc lửa đầm. Mưa nhiều thì lửa tắt chẳng không, chớ thấy lửa mênh mông mà chăng. Lời Phật Pháp là lời chân đáng, tâm trần mê là chẳng thật tâm. Chân đáng thì sẽ thắng sai lầm, mà lời Phật sẽ thức tâm mê được. Lấy gương trí ra mà xâm lướt, mấy cứu người trong trận giặc mê si. Để hoàn thành chí nguyện từ bi, như là Phật Mâu Ni thuở trước. Đời như cá ao gần cạn nước, hiện thời không phải lúc chẳng chờ. Nên tùy phương dục thúc tự giờ, kẻo không kịp thời cơ biến chuyển. Nào nội biến, nào là ngoại biến, kẻ thì lên, người xuống lăn xăng. Lắm đổi thay, lắm sự khó khăn, người xung trói nhau hơn là mơ. Tay trời đã không phương cải gỡ, thêm nhân tai nhiều chỗ gây ra. Cõi hồng trần là bãi tha mang, cứ chôn xác người ta không ngớt. Sự hung ác của người nếu bất ngờ, thì nạn tai tất được giảm đi. Các sầu ưu khổ ích chi hầu hết tại người quy tập nó. Xưa nay dần cứ như thế đó, tự người làm đau khổ cho người. Có nhiều người biết rõ mười mươi, lòng cũng vẫn đua bởi việc ác. Làm dư chẳng những thân hình phạt, mà linh hồn cũng lạc luân thêm. Người chết rồi đâu phải là em, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ. Lăn lộn mày ở trong mê lầu, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình, nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là cháo dầu sôi ùng ục, nào là dòi lúc nhúc thái cơm. Nào là rừng đau kiếm lơm chơm, nào là núi lửa phần phần cháy. Ác thu có biết bao nhiêu loài, yêu tinh không còn thiếu mặt nào. Đích bạn trong đầu chỗ máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngừa.
con thì vắt búa to ra bừa, con thì mang cây chĩa ra đâm, con thì đem dao lên đến bầm, mày con thì cô sẽ làm hay thoại. Con móc mắt, con lo cắt lười, con rút gần, con thẻo lột da. Cảnh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong khi chết, khổ hồn linh, khổ xác thân trần. Chúng sanh luôn chịu khổ không ngừng, ngày cùng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong. Chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dấu hối không thể kịp. Hiện thời ráng chữa xong ác nghiệp, việc thiện lương nên tiếp tục làm. Dù khó khăn cũng ráng gìn kham, mỗi đạo pháp cứ phăng đi tới. Rèn lòng chứ để cho phạm giới, kiểm điểm từ lời nói việc làm. Những điều còn ố trượt tục phàm mà thì nhất quyết trì tâm sửa chữa. Lo đạo đức như lo cơm bừa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng. Tất nhiên không còn tạo nghiệp trần, cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Tự làm tội đổi ra làm phước, chỉ cách nhau ở chỗ quyết tâm. Đâu phải là cách trở xa xăm, mà sanh chúng bảo rằng khó đổi. Việc làm phước hay là làm tội đều tại mình, không phải tại ai. Nếu muốn tu thì cứ tu ngay, chớ đừng có đợi mai đợi mốt. Lòng cương quyết dù ai muốn cột, cũng không làm sao buộc được mình. Nếu người tu có đủ đức tin, sẽ thắng được cánh tình trách trời. Lòng tin tưởng giống là cơ sở, tin tưởng càng mạnh mẽ chừng nào, mục đích càng sẽ được tới mau. Không ai có thể nào xấu ngà, tin tưởng mạnh đạo mau đắc quả. Đạo có tình mới có thể tu, tu không tin thì đạo mờ lu. Đạo tin mạnh lối nào cũng bò, tin biết xét là tin sáng tỏ. Tin không suy tin đó tối tâm,
tin tưởng là căn bản đành rằng không suy xét tính càng nguy hiểm. Vì đạo chánh thị là rất hiếm, còn đạo tà khỏi kiếm cùng ra. Nếu tin càng dễ lạc đường ta, rất khó được sáng qua cõi Phật. Phải suy xét để cho tường sự thật, thật chân tu, thật đức từ bi, thật là đường giải thoát mê ly. Chừng ấy sẽ quy y tinh tường, thấy linh nghiệm rồi tinh càng bương, thấy hay hó rồi muốn theo đi. Chánh hay tà không chịu xét suy, tình như thế làm nguy hại kiếp. Lọt vào lưới mới quầy sao kịp, mắt bay rồi muốn dứt sao ra. Để lòng tin lầm lạc đường ta, hồi tin được thật là rất khó. Nên cần phải nhắc cho lớn nhỏ, đối sự chỉ cùng chớ tin càng. Phải dò sao xét trước đàng hoàng, thật chánh đáng rồi tin mới dừng. Bị lầm lạc chỉ trong một bằng, đủ làm cho thân phận đau điên. Lầm của tiền có thể tạo nên, còn lầm mang không phương lấy lại. Tình đúng chỗ phước lưu vạn đài, tình sai đường di hại thiên niên. Sự tin là quan trọng vô biên, phải dè dặt chớ nên tin bướng. Sống gần kẻ có nhiều tin tưởng, rất dễ gây ảnh hưởng đến mình. Nếu mình không suy xét cho mình, thì sẽ bị cảm tình lôi cuốn. Ví như rượu mình không hề uống, nhưng gặp người đem đến mời luôn. Khó làm cho người nhìn miệng xuống, mời người bị uống luôn hết chinh. Vì lẽ đó cần nên bình tĩnh, chớ để cho nhẹ tính điều nào. Mỗi người thường tin tưởng khác nhau, thấy người bước bước theo không được. Tin lầm ít khi nào được phước, ơi mà thường hay bị chuốc tội thêm. Gặp thời kỳ đạo mộc như nêm, trong sanh chúng lầm tin rất dễ. Tin lầm đến phạm vào luật lệ, tin lầm gây trái lẽ công minh. Tin lầm làm đảo ngược kệ kinh, tin lầm tội mà tin rằng phước.
tình lầm khiến y tan nhà mất nước, tình lầm làm kẻ khóc người than, tình lầm gây thân khổ họ hàng, tình lầm khiến tiêu tan sự nghiệp, tình lầm dẫn đến nơi lừa bịp, tình lầm gây ra việc sát nhân, tình lầm đành lấy oán trả ơn, tình lầm mang thánh thần không nề, tình lầm khiến làm điều tồi tệ, tình lầm đi bác bẻ Phật ngôn, tình lầm mình dạy tưởng là khôn, tình lầm mới tự tôn tự đại. Tình lầm chỉ có đời hiện tại, tình lầm không ai thấy biết mình, tự lầm tin hoặc kẻ truyền tin, tin lầm có hàng nghìn muốn truyền, tin ở sách hoặc tin ở miền, hoặc là tin ở chuyện mắt trong, hoặc tự suy rồi tự tin lầm, có nhiều cách tình không kể xiết, tình lầm việc hoặc tình đúng việc là vấn đề quan thiết vô cùng. Sự vui tươi hay việc hại hùng đều quan trọng với lầm tin ấy, sống chết cũng liên quan vào đây, vinh nhục đều bởi tại nó ra. Từ xưa nay trong cõi người ta, việc thành bại đều do tính tường, nếu tình đúng thì thành hình tượng, bằng tình sai thì uổng công phu. Lên thiên đường hay xuống ngục tù, do tình đúng hay là không đúng, nào thanh chiến vô cùng kinh khủng, nào đang tranh chấn đồng đất trời, đã diễn ra khắp chốn cùng nơi, đều do lòng người tin tưởng. Tình gây chiến là tình hẹp lường, tình gây hòa là rộng sự tình, tình cách nào cứu được sanh linh, như thế mới là tình chánh đáng. Truyền đạo Pháp có nhiều hình dạng, nhưng không ngoài căn bản cứu đời. Đạo Pháp nào giải diệt hại người, nhất định chẳng đúng nơi chánh Pháp, đã thấy rõ là không phù hợp. Dù cho ai có ép không tin, đủ tinh thần làm chủ lấy mình, thì những sự lầm tin sẽ khỏi. Việc chưa biết thì cần phải hỏi, điều còn nghi cứ bởi cho ra,
chớ ậm ừ nửa Phật nửa ma, đến rốt cuộc chẳng ra gì cả. Càng gắng hỏi càng rành thật giả, có nghi nan mới có đi sâu. Nghi mới tìm thấy rõ đuôi đầu, hỏi mới biết lý màu rốt rau. Dốt không hỏi bao lâu cùng dốt, nghĩ không tìm đến chết chưa thông. Thật chánh tông hay thư tà tông, cố gắng hỏi thì không lầm lạc. Việc chi cũng phải cho đích xác, chớ nên tin một cách mù mờ. Mặc dù là những việc thiên cơ, nhưng cũng phải tin cho hữu lý. Con người có khó tàn suy nghĩ, cứ dùng luôn không thể nào cùng. Các bí quyền trong khoảng không trung, nó có sức phá tung ra được. Giống người chẳng phải là nhu nhược, mà giống người tột bậc cán cường. Nếu để tâm khảo cứu suy lường, có sức mở được đường trời đất. Người có thể đi Tây Phương Phật, người cũng đi địa ngục dễ dàng. Giống người là ở giữa trần thang, muốn đi xuống đi lên được cả. Trí huệ của người là chìa khóa, có khả năng mở cả mây trời. Nó sẵn nằm trong ốc của người, người nào cũng tự moi ra được. Người mà được hoàn toàn hạnh phúc, người mà chung hưởng cuộc an vui, cũng là nhờ trí huệ của người, biết phát ca triển nhầm nơi đúng chỗ. Trí của Phật làm dài kiếp số, trí của phàm làm thỏa mạng teo. Nên chọn đường Phật trí mà theo, tránh khỏi nạn hiếm nghèo đưa lại. Trí Phật rộng trầm bao sân hài, trí phàm khoanh trong đại hẹp hòi. Phật ban vui cứu khổ cho đời, phàm chỉ tạo cho người khốn khổ. Trí Phật muốn hòa bình khắp chỗ, trí phàm lo gây gỗ đó đây. Trí Phật không phân biệt đông tây, muốn đâu cũng kết dây thân ai. Trí của Phật ở ăn quảng đại, có tình yêu nhân loại đại đồng. Muốn mình cùng kẻ khác dung thông, hoàn toàn dứt sạch lòng ích kỳ. Với bạn tác trọn tình hữu nghị, với đồng bào thành ý yêu thương. Giá trị mình với kẻ tương đương, lúc nào cũng chủ trương bình đẳng. Xét xử rất công bằng ngay thẳng,
tôi với ai cũng chẳng dị tư. Lòng trọng tôn luật pháp là sư, lấy đạo đức làm cơ tiên hoa, giữ hành động ngôn từ cao nhà, không để chúa xa đọa tâm hồn, tự làm cho phát triển trí khôn. Nhưng vẫn giữ khiêm cung tăng nết, vì chẳng nghĩa coi thường cái chết, vì phước chúng bỏ hết lời riêng. Trọng nghĩa nhân hơn trọng bạc tiền, mà đặt công lý lên trên tình cảm. Vẻ mặt vẫn vui tươi điềm đạm, cử chỉ luôn đoan chánh nhẹ nhàng. Từ đây lòng thành thật nghiêm trang, chớ chẳng phải sửa sang ngoài mặt. Hứa với ai thì là giữ chắc, những lời thổ tiên ác không dùng. Thường dùng lời đôi đáp ung dung, bảo vẹn một lòng trung đạo lý. Đó là đại khái đường Phật kỳ, nói sao cùng hướng vị thơm tho. Thật hòa bình hạnh phúc ấm no, thật tốt đẹp thật là sáng suốt. Thật cởi mở chứ không trói buộc, thật làm cho hết cuộc trầm luân. Thật hoàn toàn khác trí phàm nhân, trí Phật vốn toàn chân toàn thiền. Thật chân lý chứ không ngụy biện, thật thoát ly các chuyện phàm trần. Thật hoàn toàn tế thế độ dân, thật chẳng chút nào cần danh vọng. Lo giúp kẻ được vui được sống, chẳng cần ai ca tụng đến mình. Thật là đầy đức độ anh minh, trí phàm khó thể cành chống kịp. Làm vui sống làm cho rảnh kiếp, đó là điều trí Phật thường hành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, cái trí Phật của mình ráng kiếm. Lúc đi đứng nằm ngồi suy nghiệm, tìm cho ra cái điểm linh quang. Thấy được rồi quán liệu nhân gian, cũng như Phật hồi ngàn xưa vậy. Bị vô minh còn nhiều che đầy, làm cho người không thấy bổn tâm. Mới có nhiều hành động sai lầm, mà do nơi các dục trần khéo gợi. Vật ưa thích thì liền rỡ tới, không chịu suy có tội hay chăng. Có nhiều khi biết tội làm càng, vì dục vọng không dằn nén được. Bị đời kéo đi xuôi một nước, ít có ai đi ngược dòng đời. Biết bữa nay sung sướng ăn chơi, chớ không biết ngày mới khổ nào.
Bị vô minh làm người khờ khảo, hồng trần là giả tạo cứ mê. Cõi lạc băng muốn thấy đường về, vô minh ấy phải lo vén mờ. Được nhìn thấu không còn cản trở, mới biết là tây lộ bên chân. Mà bấy lâu cứ nói mẹo dần, chẳng ngờ nó sẵn gần sao ốt. Tôi không đây Minh Châu chẳng lọt, phúc bỗng nhiên được móc lấy ra. Xưa nay lo thèm của người ta, bây giờ mới biết nhà mình có. Lời của Phật càng thêm nhận rõ, Phật tại tâm nào có xa xôi. Không nên tìm chốt lưỡi đầu môi, mà là phải tìm nơi tâm khảm. Bị vô minh khiến lòng mờ ám, hết vô minh tức sáng tỏ ra. Hãy định thần xét rõ lòng ta, vô minh diệt các tà niệm diệt. Tà niệm diệt tức vô minh tiệt, hết vô minh cũng hết niệm tà. Kẻ tu hành phải nhận định ra, lòng chớ để các tà niệm khởi. Mỗi khi chúng nó vừa mang tới, thì chẳng ai chớ đợi đi sâu. Hơi khó khăn ở buổi ban đầu, lần hồi tất dễ thấu chúng được. Phải cứng cỏi chứ lòng nhu nhược, nghe thấy sai thì cương quyết trừ ngay. Muốn cho rằng việc đúng hay sai, hãy đo xét bằng cây thước luật. Mười việc trung hết mười không trật, như là anh thợ mộc cất nhà. Lấy mực xong rồi đục cắt ra, khi ráp lại thì là vừa vặn. Phải nhất quyết chớ nên dùng thần, ý hành lời Phật dặn thì xong. Ráng tu cho đắc quả thành công, mới chẳng uống đèn trong hương đốt. Ngục trần thế răng lo mở chốt, ra ngoài xem gió mát trăng thanh. Khác hơn mùi lao ngục hôi tanh, của cái kiếp phù sanh tạm già. Được giải thoát mới là thông thà, còn trầm luân đâu có sướng vui. Nếu kỳ này chẳng chịu rút lui, thì còn bị lằn rồi đục khoét. Bên mê khổ nếu không bị kẹt, phải mau chân xuống chiếc thuyền từ, quyết xa thân học đạo chân như, thì khỏi được kiếp người đau khổ. Tu hành phải làm cho tỏ ngộ, mới là trông thấy rõ nhiệm màu. Phật xuất gia vì bởi nơi đâu, vì tu
tỏ ngộ cầu học đạo. Trong các giới tịnh độ Phật giáo nên nhớ rằng chữ đạo là đường. Tỏ ngộ là được thấy hướng phương, không còn bị lạc đường mấy nữa. Chính mình đã ngục trần khỏi cửa, còn đủ năng lực độ chúng sanh. Thế mới là đúng nghĩa tu hành, không tỏ ngộ đâu thành chữ đạo. Mới phút trước còn trong mộng ảo, kế phút sau đã đau Tây Phương. Trí phạm nhân không thể đo lường, trong khi được khai đường ngộ tỏ. Vì như kẻ đã mù từ nhỏ, có một hôm bỗng tỏ sáng ra. Thấy hoàn toàn hai cảnh khác xa, vui mừng ấy kể ra sao hết. Bao nhiêu cái nặng nề mỏi mệt, bỗng nhiên trong nháy mắt tiêu tan. Tự thấy lòng mà thông suốt minh quang, tự thấy xác nhẹ nhàng phấn phờ. Ấy đại khái trong khi tỏ ngộ, không thể đem mô tả bằng lời. Sự nhiễm màu huyền bí tuyệt vời, ngoài người tỏ ngộ thời khó thâu. Chim khôn lửa cây lành mà đâu, người tu tìm chánh đạo mà thờ. Đừng học theo những thứ bá vơ, mới có thể gặp cơ tỏ ngộ. Đời mạt pháp quỷ ma rần rộ, tìm Phật tiên đâu có dễ dàng. Người muốn tu thì phải kiên gan, chịu khó lọc thao vàng cho kỳ. Tìm cho gặp thật chân đạo lý, thì ngày kia mới phi lòng mình. Nếu để lầm lạc thứ tà tinh, chúng cuộc sẽ làm mình thỏ hay. Tu được mở mang là tu phải, tu trở nên ngu dại tu lầm. Tà đạo làm sanh chúng mê tâm, người theo nó dễ làm cuồng tin. Trong ba tâm phải nên bình tĩnh, kiếm tìm nơi đạo chánh mà nương. Sẵn kệ kinh thầy tổ chỉ đường, cứ theo đó chủ trương không lạc. Cũng không sợ bị ai lừa gạt, rất an tâm lo việc tu hành. Đủ phương châm để trở nên lành, sẵn giới luật giúp mình trọn tốt. Đời quân hạ có nhiều gió trốt, đạo phải xây kèo cột vững vàng. Bằng không thì phải bị đổ ngang, chớ khó giữ cho an toàn được. Có nhiều cảnh long trời vỡ nước, làm cho người hiền đức ngựa nghiêng. Không lúc nào ngất việc trung chuyên tu, mà thiếu nhẫn kiên thì ngã.
sức kiên nhẫn vững như núi đá, lòng từ bi rộng tở biển to. Không thể làm cho biển càng khô, cũng không thể làm cho núi ngà. Được như vậy mới nên đạo cả, chẳng sợ khi nhồi quá nặng nề. Chúng sanh đang lạc giữa rừng mây, thiếu gương trí khó ra chỗ khỏi. Phải có đủ tinh thần cứng cỏi, mới giữ cho mình khỏi kinh hồn. Ở trong khi địa ám thiên hôn, và trước cảnh thú hâm gầm thét, ngồi tới gốc bồ đề nghiệm xét, gặp rất nhiều yêu nghiệt thứ lầm. Nếu để cho tâm trí lâm đông, thì đâu được thành công đắc quả. Lòng chấn động trước tuồng lời là, lòng thản nhiên trước kẻ dữ dằn. Lòng đại hùng đại lực vô ngần, sức yếu quái không ngăn cản nổi. Đạo màu nhiệm được tìm thấy mối, đã lưu danh dưới cõi bồ đề. Thuyết pháp màu cứu chúng sanh mê, nền Phật giáo lập ra từ đây. Nếu kể lại từ thời đại ấy cho đến nay đã mấy ngàn năm, có biết bao người đã phát tâm nghe theo Phật tu hành đắc đạo. Trong các giới tín đồ Phật giáo, soi gương xưa hành đạo thì nên thật tâm tu và thật chí bền, là hai việc phải nên gồm có. Thật bền chí mới theo tộc chủ, thật tâm tu mới bỏ sự trần. Muốn trở nên ngôi vị Phật thần, mấy việc ấy phải cần chán già. Xưa nay đã nhiều người đắc quả, nhờ thật tu và có chí bền. Người đời nay muốn được lập nên, thì cần phải theo nền mong ấy. Đời mạt hạ nhiều người phá khuấy, tu mà không nhẫn nại khó thành. Thật tâm tu thì mới thật hành, thật hành được mới thành Phật được. Cứ tiếc của mà mong có phước, phước làm sao có được cho mình. Không chịu tu mà muốn được linh, linh không thể nào sinh ra được. Cho nên muốn cho mình có phước, bố thí đi chưa tiếc đồng tiền, còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền đúng đắn. Thú vật biết tu còn linh đằng, người thật tu chắc chắn nhiệm màu. Phải dài công tu luyện cho lâu, chớ lòng muốn cho mau không được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước, mới thành rồng bay vượt trên mây. Người tu thì nhìn việc
trần ai mới thành Phật ra ngoài sanh từ. Cột dữ lúc tu thì hết dữ, người hung khi tu phải bỏ hung. Đã tu mà còn tánh hung sùng, mà sanh với loại thú hâm còn kem. Gánh trần tục hãy mau quăng ném, để rảnh tay gói ghém sự tu. Nào vua hương bát nước công phu, nào tình niệm A-di-đà Phật. Các ô nhiễm tâm vô nhất vật, chỉ một lòng phước đức dung bồi. Nơi liên hoa cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Lượng sống khổ tuy là cao ngất, thuyền đạo tâm quyết lướt cho qua. Thượng hành câu Bồ Tát Ma Ha, cố trì pháp tâm vô quái ngày. Lòng cứu độ vô cùng quảng đại, sức tu hành mạnh mẽ vô biên. Tuy sống trong thời thế ngựa nghiêng, nhưng lòng chẳng đảo điên một mày. Thấy những kẻ mong lòng giết hại, cố tìm phương hòa giải cho an. Lăn lộn trong cảnh sống nhân gian, tùy tiện cứu người đang say đắm. Lòng chẳng quản chi thân bụng lắm, giống từ bị đem râm khắp nơi. Cho ngọn đèn Phật giáo sáng ngời, cho nhân loại bớt nơi đau khổ. Tu thì phải ra tay tế độ, chớ tu ngồi bó rõ một nơi. Thì sự tu mới ích cho đời, như vậy mới đúng lời Phật dạy. Tu độc thiện kỳ thân là sai, tu chấp mê tự ấy là lầm. Tu phải cần rộng búa từ tâm, chữ tu mới không làm hẹp nghĩa. Tu còn sợ người đời xoay xìa, thì khó lòng trao trẻ sự tu. Ví dụ người cứ bảo rằng ngu, thì cũng chớ chút nào để ý. Luôn nêu sáng gương nhà đạo sĩ, đánh thức lòng của kẻ ngạo đời. Hiện phong trào vật chất thành thời, không siêu việt hơn người khó thắng. Người tu phải được như sen trắng, mọc trong bùn mà chẳng hôi bùn. Tìm cách gần gũi kẻ dữ hung, để cứu độ mà không sợ nhiệm. Có như vậy mới chân hạnh kiếm, và cũng không hổ tiếng người tu. Sợ gì nền Phật giáo mờ lu, bởi tăng chung quá tu tiêu cực. Của ba tánh thập phương thọ thật, chỉ tụng kinh niệm Phật hơ hà.
không ra tay cứu độ ba gian, và cũng chẳng truyền ra kinh Phật. Cứ lo việc chùa to xây cất, cạnh tranh nhau thâu thập cho nhiều, rồi ngồi yên một chỗ ăn tiêu. Mặc thế sự chịu điều đau khổ, sự vô ích từ lâu đã lòng. Mắt người đời thấy qua chán chường, sanh ra lòng ngờ vực mọi đường, khiến cho họ xa lần Phật đạo. Còn những kẻ không ưa tôn giáo, lấy cớ này đã đáo nhà tu, lên án là lợi dụng tiền xu, cho tôn giáo làm ngu dân chúng. Bị những kẻ tu hành không đúng, làm mất lòng tin tưởng gần xa, nơi chùa chiền vắng kẻ giàu ra, kinh kệ cũng ít nhà đập tới, cũng vì những tăng đồ pha giới, cũng vì người giả dối tu hành, mướn màu thiền lợi dụng nhân sanh, lấy chung mỏ vô dành thiên hà. Vì một số người tu dối giả, mà làm cho tất cả hiểu lầm, nay tăng ni trong chốn thiền lâm, phải nỗ lực để làm chính lại. Chùa thay mặt Tây Phương thế giới, không phải nơi thương mại hương đăng. Người vào đây thì phải chân tăng, mới khỏi tiếng thế gian kinh bì. Từ lâu đã nhiều người lầm nghi, cho hạng tu là kẻ trống đời. Phải làm sao đinh chánh cho người, nhận hiểu nghĩa tu là cứu thế, chịu khổ hành để khai trí huệ, cứu chúng sanh khỏi bể mê sầu. Tạo hòa bình thế giới năm châu, gây hạnh phúc địa cầu nhân loài. Tu mở lối nhân sanh tồn tại, tu phá tan ngu dại người đời. Tu làm cho ba tánh thành thơi, tu để chấm dứt ngoài chinh chiến. Tu để được tinh thần phát triển, tu làm cho đồng hương ấm no. Tu để làm đời sống thơm tho, tu là bởi thương lo người thầy. Tu để cải sửa đời tồi tệ, tu để đem lại lẽ công bình. Tu làm cho đời có nhân tình, tu cho khắp chúng sanh bình đẳng. Bổn phận của người tu rất nặng, không phải tu treo cẳng nằm yên. Chữ tu còn có nghĩa thiên liêng, đưa sanh chúng về miền cực lạc. Thật là được hoàn toàn giải thoát, không còn đeo cái chết vào mình. Thật an vui và thật trường sinh, cùng chư Phật ngồi trên sen bao.
Sự tu của người trong Phật giáo đại khai như mọi lẽ nói trên. Lòng từ bi rộng lớn mong manh, không như nghĩa chúng sanh tướng hẹp. Việc đạo lý là điều tốt đẹp, đạo lý là ngọn đúc của đời. Từ ngàn xưa cho đến hiện thời, đời không thể đi rời đạo lý. Rời đạo lý là đời bất trị, nhà loạn luân nước bị khốn nạn. Đời nào tôn đạo lý thì an, đời nào bỏ đạo trang thì biên. Đạo lợi ích cho đời đủ chuyện, vật chất cho chi đến tinh thần. Làm thiện nhân đến cả chân nhân, thật cao quý không còn chỗ sanh. Người hiểu đạo nên khuyên ba tánh, rằng giữ gìn đạo hạnh làm đầu. Thực hành theo ý nghĩa rầm sâu, chớ đừng có chấp câu hẹp lường. Tu tâm chứ có nên tu tường, tu phải hành đừng tưởng tượng không. Các dục trần chừng được dẹp xong, Phật từ trong lòng xuất hiện. Màu nhiễm thay khi tâm đã hiện, được nhớ ra hết chuyện ngàn xưa. Biết lòng người và biết thiên cơ, biết việc tới việc qua cũng biết. Sáu căn diệt sáu trần cũng diệt, đủ sáu thông vào khắp ta bà. Chèo con thuyền đại độ sông pha, đưa sanh chung sáng qua bỉ ngàn. Màu nhiệm thay khi tâm bừng sáng, như mặt trời phá cảnh tối đen. Những việc chưa tận có biết quen, tự nhiên được hiểu đành tất cả. Diêm chúa phải triệu hồi sứ già, thiên thần thì đem lễ cúng dường. Đủ sức đi dẫu độ mười phương, đủ phương tiện chỉ đường sanh chung. Được vô lậu thần thân diệu dụng, cho nên không còn chuyện sai lầm. Màu nhiệm thay khi tỏ ngộ tâm, thấy rõ cái xác phàm là ao. Lạnh thì mặt rách thì phải thấu, không sợ lo không có tiếc than. Chỉ bỏ thân tạm giả trần gian, chớ thân tướng kim can còn mày. Thân ấy mới là thân tồn tại, đó mới là chính cái thân mình. Còn cái thân khi chết thì sinh, thì nó là bóng của thân chân thật. Bóng thì mất nhưng thân không mất, nghe thể cho nên chẳng chút lo rầu. Mượn giả thân để lập đảo màu, hòa xong rồi trả cho đâu ra đó. Thân là bè trước sau phải bò, để lên bờ hầu có quy hương.
bẻ ra tan người chẳng tổn thương, vì vậy rất coi thường cái chết. Mầu nhiệm thay khi tâm vọng hết, sống lặng im mặt nước trắng ngàn. Trên trời xanh vạn tượng xâm la, đều được hiện rõ ra không sót. Tự cảm thấy vô cùng khoái hợp, lòng lân lân chỉ một niềm vui. Chữ ma ha bát nhà nặng mùi, xác cõi tục hồn ngồi cánh Phật. Nhìn thấy chúng sanh trên quả đất, đang quay cuồng theo vật dục tâm. Mạnh yên thân còn yếu dập bầm, vì sự sống cạnh tranh không ngớt. Mọi nỗi khổ vẫn chưa thấy bớt, sanh rồi già rồi chết nối liền. Còn bên kia tật nọ liên miên, đủ cách chết kể không hết được. Chết vì bệnh, chết vì báo ngược, chết thiên tai hoặc chết nhân tai. Dù rằng người đủ sức đủ tài, cũng không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi tục trần cư mênh, tạo tác thêm nhiều chuyện bất lành, để lưu truyền mãi nghiệp tử sanh. Và cuộc sống hiện tình thêm khổ, không cứu được mẹ cha tông tổ, lại còn làm xấu hổ gia môn. Hãy đời mình còn hãy nhi tôn, thật là một người không hiếu nghĩa. Nên phản tỉnh đạo màu trao trìa, cứu độ mình và cả tông môn. Truyền nghiệp lành cho đám nhi tôn, nói theo đó lãnh thân khỏi tục. Mình lục đục cháu con lục đục, khiến cả dòng họ mất cơ duyên. Bắt lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Khổ này qua khổ kia liền kế, lặn hợp trong sầu bể không ngừng. Càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quậy chân trở lại. Khi có cuộc tan điền thương hại, các nạn tai đổ dài trên mình. Thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp gình mây gió. Sống hay chết vẫn nằm trong rò, nghe bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn. Mang lấy thân sống dài chết cùng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ. Lăn lộn cảnh sớm khai chiều đổ, mang mệnh đời nay đẻ mây chôn. Lo miếng cơm chảy chót bồn chồn, vì mạnh dài cuối lòn bẩn rồng. Lúc nào cũng lo như bị nhồng, sống trong đời hỗn độn đua chen. Chỉ làm cho tâm trí tối đen, chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất. Có cảnh Phật
còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho ăn. Ấy là điều cần phải tiếc thăng, cho lòng của thế gian mây mùi. Nên xét kỹ để lo cái hồi, đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua. Mượn thuyền từ vượt cánh phong ba, để kịp hội Long Hoa kỳ tới. Trong thiền tinh nữ nam các giới, ráng tu cho Phật hội tên đầy. Nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kề thánh vị. Thân tử để được tròn đạo ly, phận tổ thầy cũng phi lắm nguyện. Là những lời của Phật muốn truyền, xin nhờ khách hữu duyên nhắc lại. Đây liền cúi đầu dâng lời dạy, mượn bút nghiêng kể lại như trên. Mong người đời chịu khó đọc lên, rồi suy nghiệm hư nên tường tầng. Lo tu niệm một lòng tinh tấn, cho tâm hồn được sáng suốt ra. Cõi Di Đà được biết lối qua, đường giải thoát thấy ra tỏ rò. Về tình độ cho thân hết khổ, lên niết bàn hầu có an cư. Được kim thân bất hoại bất hư, được bổn tánh chân như thường trụ. Được tự tại tự do tự chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi. Được ngồi trên sen bao vui tươi, được thông làm đất trời vạn vật. Được còn mãi chứ không hề mất, ấy là điều đây rất ước mong. Xin thiện nam tín nữ đại đồng, ráng tu được thành công đắc quả. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.